phật hiện thân ở đời như hoa ưu đàm bát bản vật đều vô thường lời dạy cuối đừng quên phật hiện thân ở đời Hôm nay mình học thêm một đoạn tiếp theo của cái phần số 4 là Phật nói công đức trì kinh ha. Dạ, đoạn tuần trước mình học được một đoạn là tới cái tu hành lần hồi Lê, tiến lên địa vị Phật rồi. Bây giờ mình thêm một đoạn tiếp theo của cái đoạn này của phần số 4 nữa. Này thiện nam, kinh này tên Đại Thừa Đốn Giáo. Những chúng sanh đốn cơ mới có thể do kinh này được khai ngộ. Kinh này cũng tiếp độ các chúng sanh về tiệm tu. Bởi thế nên kinh này cũng như biển cả, không nhượng các dòng sông nhỏ lớn như thần Á Tu La và nhỏ như loài mũi mồng, uống nước biển đều no bụng cả. Thì như ở trên, Đức Phật nói là cái kinh này á, là chỉ có cảnh giới của như lai nên duy chỉ có phật mới biết à, bồ tát chúng sanh đời sau và đức mà y theo kinh này tu hành thì lần hồi cũng đến quả vị phật ở đây đức phật nói rõ hơn à, rõ hơn về cái đức phật ở trên đó thì đức phật nói chung nói là duy chỉ có phật mới biết nhưng mà lại là bồ tát và chúng sanh thì y kinh này cũng tu tập tức là cái ý của cái câu trên là tất cả các chúng sanh đều có khả năng tu tập theo cái kinh viên giác này để mà nương theo kinh viên giác này tu tập để mà mà thành Phật được cả. Thì ở đây Đức Phật lại nói rõ hơn một chút xíu về cái ý trên đó. Thì ở đây gọi là kinh đại thừa. Ở cái đoạn này cũng là cái đoạn À, trả lời đáp cái câu hỏi thứ hai chúng con làm sao phụng trì kinh này nói à, kinh này nói cho các căn cơ dù đốn dù tiệm đều có thể tu có thể phụng trì cả cho nên câu trả lời là chúng con làm sao phụng trì thì qua đoạn này trả đức phật trả lời là kinh này là dành cho tất cả các căn cơ dù đốn dù tiệm đều có thể tu đều có thể phụng trì À, tu tập theo cái kinh này được cả thì chủ ý của cái bản kinh à, của bản kinh là bản kinh viên giác đó là chỉ thẳng cái tâm viên giác cho ai cũng nhận ra và hằng sống với nó cùng với chư phật là bình đẳng tại sao cho nên ở đây mới gọi là đốn giáo đại thừa vì cái kinh là kinh chỉ thẳng mà kinh chỉ thẳng cho mình để mình trở về nhận ra và trở về cái thể tánh viên giác sẵn có nhưng mà kinh này à, tuy là nó chỉ thẳng để cho người tu tập để thành phật nhưng mà là dành cho tất cả mọi căn cơ cho nên mới gọi là đốn giáo đại thừa cái từ ở trên kinh này gọi tên là đốn giáo đại thừa đó thì tại vì lý do là như vậy cho nên nó gọi là đốn giáo đại thừa thì rõ ràng như các vị thấy ha đức phật nói là từ tất cả các căn cơ thì bây giờ mình ôn lại một chút xíu ha trong kinh viên giác để chứng minh rõ ràng là dành cho mọi căn cơ cả như các vị thấy đầu tiên mở cái chương văn thù mở đầu là chương văn thù thì đức phật dạy thẳng dùng cái căn bản trí tức là chữ tri là biết thì trực nhận cái chân tâm bản tánh thật có viên giác thật có của mình. Thấy tất cả khi mà nhận ra được cái chân tâm bản tánh nó rồi thì thấy tất cả các pháp đều là không hoa cả mà khi thấy nó là không hoa rồi á thì đâu có bị sợ gì mình quên cái tánh viên giác là vì mình thấy nó là thật cho nên mình bám vào cái giả cho là thật thì mình quên thật, cái thật thì còn bây giờ mình thấy cảnh giới tất cả những cái cảnh mình đang sống đây đều là giả cả cho nên mình không bám vô nó nữa thì mình trở về với cái chân thật thôi cho nên tri thị cho nên đây là thấy không hoa là trở về tánh phật trực nhận liền cho nên cái cái câu mà chủ chốt của cái phẩm văn thù là tri thị không hoa tức vô lưu chuyển diệt vô thân tâm thì thọ bị sanh tử có nghĩa là biết được tất cả đều là không hoa thì cái vòng lưu chuyển luân chuyển lưu hồi sanh tử đó dừng lại ngay tức khắc mà trở về với cái chân tâm bản tánh cho nên cũng vậy đó thì cũng diệt vô thân tâm thọ mỹ sanh tử cũng như thế đó cho nên là cái thân tâm của mình không còn thọ cái sanh tử luân hồi nữa cho, cho, đó là cái cho những người mà viên đốn đó hay là những người mà căn cơ bậc cao đó trực nhận liền là vô. còn đến chương văn thù chương phổ hiền thì dùng nó xuống hơn một cấp nữa là tri huyển tức ly ly huyển à, tức ly không cần cái phương tiện gì tu tập cả trong cái câu chủ chốt của chương phổ hiền là tri huyển tức ly bất tác phương tiện ly huyển tức giác diệt vô tiệm thứ có nghĩa là khi đã biết huyển rồi á, thì không cần một cái phương tiện nào tu tập cả à, là là được liền mà ly huyễn tức giác nhưng mà cái câu trước tri huyễn tức ly được không cần phương tiện nhưng mà cái người này vẫn còn bám vào cái trí tuệ mình biết tất cả các pháp là huyễn thì cái trí tuệ mà biết tất cả các pháp là huyễn đó là cũng ly luôn thì ly huyễn tức giác thì ly cái tri huyễn đó đó được đó thì không cần tiệm thứ diệt vô tiệm thứ có nghĩa là không cần thứ lớp nào tu cả thì cái này nó thấp hơn cái văn thù chương văn thù một chút xíu nhưng mà cũng không cần phương tiện thì rõ ràng tiếp độ qua hai chương này thì tiếp độ cho những bậc thượng căn thượng trí một nghe ngàn ngộ liền còn mình thì chưa chưa có vô được nhưng mà không phải là mình không có phần tiếp sau cái chương phổ hiền và các vị bồ tát khác tuần tự đứng lên để hỏi phật um, các ngài hỏi là để cho phật khai thị và phật nói ra những cái phương pháp nó gần với mình hơn gần với chúng sanh gần với những người ở thời mạt pháp cho mình hơn như các thì được đức phật giảng dạy về những cái phương tiện tu hành đưa ra những cái phương tiện tu hành một cách rõ ràng như là phương ba tiệm thứ là Samatha, Tama, Bắc Đề và Thiền Na. Và đến cho đến cái chương viên giác cuối cùng. Thật sự ra là phương, viên giác tôi gọi là cuối cùng là cuối cùng Đức Phật đưa ra cái phương pháp tu là ở viên giác. Còn cái chương hiền thiện thủ này á, chỉ là chương phổ, thơ, phổ, biến cái, phổ biến cái kinh này ra như thế nào thôi. Và hỏi tên kinh thôi. Chứ còn cái phương pháp tu thì từ viên giác trở về trước thì đức phật mới đưa ra chỉ thẳng cái viên giác và đưa ra phương pháp tu cho đến cái chương viên giác là cái chương mà đức phật đưa ra cái phương pháp tu cuối cùng cho cái người mà nó gần gũi với mình nhất là cái phương là đức phật nói ra cái phương pháp thành lập đạo tràng an cư các vị nhớ không an cư thì an cư nó rất là gần với mình nhập thất an cư mà trong cái nhập thất an cư đó thành lập đạo tràng đó thì đức phật dạy mình à, trước là phải sám hối, rồi phải phát nguyện, rồi phải thiền định thì tất cả những cái đó nó gần cái pháp tu nó gần mình. Thành thử ở đây mới nói là kinh viên giác đó đó. Gồm kinh viên giác này á Đức Phật nói ra cho tất cả các căn cơ từ cao cho tới thấp mà thấp nhất là cái phương pháp tu ở Mà rõ ràng và gần gũi với mình nhất Rõ ràng phương pháp an cư Là phải thành lập đạo tràng Rồi cũng cho sám hối Đức Phật cũng cho mình sám hối phải không? 21 ngày à, Rồi mình làm phát nguyện Rồi khi đó bắt đầu tập tu vô thiền định Thì tất cả những cái phương tiện đó Nó rất là gần với mình Và mình có thể tu được Còn chương văn thù là cho những bậc à, Trở về lại một chút xíu Về sơ lược qua về các chương một chút xíu trong kinh viên giác để cho các vị thấy rõ là kinh viên giác dành cho tất cả mọi căn cơ hết à, chứ không chỉ là 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 chỉ là bậc cao hay là bậc thấp thôi. cho nên đức phật mới cho nên kinh này là các bậc đố cơ mà cũng không bỏ qua cái hạng tiệm tu nghĩa là nói Thầu hết, nó dùng nhiếp hết tất cả các trình độ à, chúng sanh. Cứ y đó mà phụng trì. ý đó phụng trì có nghĩa là vân và làm. Trì là làm. Để tu hành thì ắt sẽ thành Phật. Cho nên ở đây mới đáp cái câu hỏi là chúng con phải phụng trì như thế nào. Thì cứ y theo kinh viên giác mà Đức Phật đã dạy ra. Tất cả các cái pháp tu trong 11 chương của kinh viên giác mình tùy căn cơ nào thì mình chọn cái cách tu theo hợp với căn cơ của mình thì dù người cao hay là người thấp căn cơ cao hay căn cơ thấp nếu chịu khó có lòng muốn tu và thực hành theo thì điều sẽ thành phật cả cho nên đức phật mới nói là ở đây mới đáp cho cái câu hỏi là chúng con phải phụng trì như thế nào thì là để đức phật đáp cho câu hỏi đó rồi tiếp theo trong cái đoạn này thì đức phật mới dùng thí dụ để chỉ ra, chỉ rõ cái nghĩa này chỉ rõ cái nghĩa này là 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 kinh viên giác chỉ cho tất cả các dùng cho tất cả các căn cơ tu tập đều được cả thì ví dụ đức phật nói là thần atula thì thần atula thì đưa tay che được mặt trời mặt trăng thì các vị học atula có thể đưa tay che mặt trời mặt trăng thì các vị thấy cái tay của thần atula mà che được mặt trời mặt trăng thì cái thân của atula thì lớn mất bao nhiêu không rất là lớn mà cái thân lớn thì cái bụng của atula thì lớn bao nhiêu không cũng rất là lớn phải không? và tại sao tôi nói tới cái bụng là tại vì ở đây Đức Phật nói là uống nước thì uống nước là phải có cái bụng phải chứa phải liên quan tới cái bụng phải không? thì như vậy thì thân a tu có thể che được mặt trời mặt trăng có nghĩa là cái thân họ rất lớn mà cái thân lớn thì cái bụng phải lớn thế thì A-tu-la lại uống nước biển được bao nhiêu là nước biển phải không? rất là nhiều vì đây Đức Phật mới đưa ra là uống nước biển nhưng mà uống bao nhiêu đó thì cũng đến cái lúc nhiều như thế nào thì đến khi no là vẫn vẫn thôi à no thì hết uống thôi còn cái loài thân nhỏ xíu như mũi mồng thì mũi mồng thì nó cũng uống được nước biển nó xuống đưa nó uống được một chút xíu nước biển nhưng mà nó uống nước biển thì cũng no bụng thì nó cũng phải dừng lại atula mà uống nước biển có nhiều bao nhiêu thì no bụng cũng phải dừng lại thôi cũng điều nhiều ít thì nó khác nhau nhưng cái no bụng thì là giống nhau phải không thì các vị đã hiểu là Đức Phật cũng nói gì rồi đó phải không à? Tuy là cái no bụng thì con nhỏ xíu thì nó uống được chứ nhưng mà nó vẫn no ha. À. Chứ nó đâu có phải không? Nó còn uống nhiều nữa thì cũng đến cái mức độ no bụng thôi. Cho nên ở đây nước biển uống được ít nhiều thì tùy theo mỗi loài khác nhau nhưng cũng đưa đến một cái chung là cái no bụng cả. Thì chẳng khác cái no đó thì chẳng khác cảm giác no đó chẳng khác gì nhau cả thì điều này để nói lên rằng nước biển là thiên thang không phân biệt lớn nhỏ nước biển ở đây là chỉ cho cái thể tấn viên giác mênh mông bát ngát uh, rộng khắp của 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 mình sẵn có đó thì nó không phân biệt là cái người uống nó là lớn hay nhỏ thì loài uống nước biển được mà tất cả các loài mà nếu uống nước biển thì đều được no đủ Và đều được um, Đều được cả Thì đại thể tanh viên giác Giống như là cái biển cả Loài nào cũng có thể dùng được Thượng trung và hạ Lớn như loài Atula cũng uống no thôi Mà nhỏ như mũi mầm Thì uống nước biển cũng là Cũng no bụng mà thôi Chứ không phân biệt Cho nên Atula là ví dụ cho những người mà thượng căng Mũi mồng là ví dụ cho mình Chúng sanh này hạ căng như mình nhưng mà nếu mà chịu mà chịu uống uống thì nó cũng no hết không phải là chỉ riêng dành cho một ai cả thì ở đây mọi phương tiện quyền biến ấy, thì ở ra thì nói là gồm tám vạn bốn ngàn pháp môn phải không đối trị tám vạn bốn ngàn trần lao phiền não chỉ nhằm vào cái mục đích là cuối cùng là ngộ nhập tánh viên giác thôi thì các vị bồ tát đại thừa thì dùng là ví dụ cho là hàng là à, thần atula mà hàng mũi mầm nhỏ như chúng mình là chúng sanh còn phàm phu chay đó thì tất cả uống được cái biển nước đại giá kia thì đều hưởng được cái hương vị giải thoát à, cho nên không có phải à, không có phải thấy mình thấp kém chắc không tu nổi phải không? Thấy mình thấp kém không có tu nổi. Ở đây Đức Phật nói rõ ràng, chỉ có cái là đừng sợ mình tu không nổi, mà chỉ sợ là mình không quyết tâm tu mà thôi, không quyết tâm trở về mà thôi. Chứ còn nếu quyết tâm thì ví dụ cái người ta giỏi thì ta đi nhanh, còn mình ví dụ mình không giỏi thì mình đi chậm. Nhưng mà trong Đại Thừa hay là trong các thiền các vị mà thiền ở trong thiền thì hay nói là chỉ là giác ngộ chỉ như là một cái khải móng tay thôi trong cái khải móng tay thôi khải chỉ chỉ trong một cái khải móng tay thôi cho nên kinh này không dành riêng cho một căn cơ nào cả tuy mình nghĩ là nó có một cái tánh viên giác nhưng mà thật sự rõ ràng chỉ có cái là nó ở ngay trong thân tâm cảnh hiện tại của mình Chứ nó không xa xôi hay là nó không ở một cái chỗ nào cả Khi mình mê không thấy thân giả, cảnh giả, tâm giả, sáu trần là giả Cứ chạy theo nó, chạy theo nó rồi gây nghiệp Rồi chấp vào, chấp chặt của nó là thật Rồi chạy theo nó, ham muốn theo nó Thì khi đó là phàm phu Nhưng mà đến khi mình học mình biết à, nó thật sự ra là nó không thật Nó là giả huyễn Hoặc là mình thấy rõ ràng Giờ mình ở hay là mình được nó nhiều thứ về tinh thần hoặc là vật chất nó dù là nghịch hay là thuận thì tất cả những cái đó đến khi vật chất là nó thấy rất là rõ hay là những người thân của mình xung quanh thì khi mình nhắm mắt xuôi tay thì tất cả những cái gì mình cũng để lại hết cả. Mình thấy rõ ràng mình không đem theo một cái gì được cả thì khi đó mà mình không chạy theo nó nữa mà cái tính ham muốn tham sân si nó không còn nữa, nó dừng lại. Cái tham muốn mình không còn nữa thì thì lúc đó là mình đã chuyển rồi phải không? Chỉ cho nên mới nói là chỉ một khẩy móng tay thôi, chỉ một tích tắc thôi. Mê chạy theo ở ngoài Đức Phật đã lập lui lập lại nhiều lần là tất cả đều hư vọng mà vì mình chấp cái hư vọng là thật cho nên tham sân si phiền não nó mới nổi thì cho nên mình mới khổ mình mới tạo nghiệp bây giờ mình không chạy theo nó mình dừng lại thì cái quần máy nó sẽ dừng lại liền thì chỉ trong một cái tích tắc trong cái cuộc sống hiện tại của mình thôi chứ nó không có xa xôi gì cả cho nên các vị thiền sư mới nói là ngộ chỉ trong một cái khải móng tay là ngộ là cái lý do đó mà thật sự ra tại sao À, có khi là mình ngộ nhưng mà ngộ ra nhưng mà khi mình ngộ ra như vậy nhưng mà khi đụng chuyện thì lại là mình cũng cũng buồn cũng phiền cũng nổi thì đó là do cái tập khí do cái tập khí nó sai sử thì bây giờ mình đã ngộ mình tin có cái thể tánh viên giác rồi mình không còn ham muốn giống như trước nữa ham muốn mà sống theo cái cách sống như trước nữa nhưng mà khi đụng cảnh tự nhiên mình cũng bị À, những cái tham sân si những cái ham muốn ở trong nó nó khởi lên thật sự ra đó là những cái tập khí mình không chưa có trừ hết được nhưng mà đến khi mình tập khí mà mình bởi vậy mất thiền định mới là có cái trí tuệ để kiểm soát ba nghiệp của mình đó. thì khi mình kiểm soát được thì tự nhiên mình dừng lại cái tâm dừng lại cái thân không hành động và cái miệng không nói thì mình kiểm soát được thì lúc đó mình không tạo nghiệp nữa là mình giác phải không thì nó là dễ dễ chỉ có cái là mình thấy khó là vì cái tập khí của mình quá nặng nề cho nên mới có những cái giờ thiền định mới học và mới có những cái thiền mà để kiểm soát ba nghiệp của thân khẩu ý của mình nó khởi thì nó khởi cho mà khi mình kiểm soát được thì mình để mình không có cho nó khởi nữa mình nói ờ à, đây là cái tập khí sai lầm bây giờ cái sai lầm này mình không lặp lại nữa và mình dừng lại đó. từ 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 nó quen dần thì nó không sẽ nó sẽ không khởi đến một khi nó không khởi nữa không chạy theo nữa khi mình đã giác mình dừng lại được thì khi đó là viên giác đã hiện hành đã hiện ra rồi cho nên tổ hệ năng mới nói là không sợ tham sân khởi vì tham sân là nó vốn có ở trong cái trong máu trong xương trong tủy của mình rồi từ vô thị kiếp rồi mà chỉ sợ là giác ngộ nó chậm khi nó khởi vì để khởi vì cái bản chất cái tánh là con người là là chưa trừ hết tham sân nhưng mà nó khởi nó khởi chỉ có cái quan trọng là mình có đủ khả năng nhìn nó và kiểm soát nó không thì đây là mình tu là mình tập để kiểm soát nó thì khi mình kiểm soát nó được bình thường mình không tu hoặc là mình không có định tâm mình không tu thiền không ngồi tỉnh mình không kiểm soát ba nghiệp thân của ấy mình được thì nó khởi thì mình hòa với nó mình cho đó là mình mình với nó là một nhưng đến khi mình biết tu rồi thì khi nó khởi lên rồi mình tách nó ra nó với mình là hai nó không phải là mình và cái này là sai dừng lại thì khi dừng lại đó là là không làm thì đó là cái là, là giác ngộ chứ nữa giác chỉ là giác cái chữ giác ở đây có nghĩa là nhận ra sự việc sai hay đúng thôi thì khi, khi mình dừng lại mình thấy nó sai tức là lúc đó mình cái giác mình khởi ban đầu mình tập thì ít nó giác ít mà cái chạy theo thì nhiều nhưng mà tập riết rồi thì mình kiểm soát được quen rồi thì tự nhiên một cái lời nói mình không phải cái là mình biết là mình nói không phải liền một cái hành động mình không phải mình kiểm soát hoài nó thành thói quen là mình thấy không phải liền một cái suy nghĩ khởi lên là mình biết mình suy nghĩ không trúng thì tự nhiên nó lại là là xuống liền thì đó là giác với gì nữa mà giác là gì giác là phật phải không? thì ngay cuộc sống hàng ngày thôi bây giờ mình tiếp tục ha, cho nên không phải đó là kinh viên giác diễn tả là thanh tịnh là bình đẳng như thế này thế nọ mình cứ tưởng tượng nó là xa rời nhưng mà thật sự ra trong công cuộc sống thực tế hàng ngày của mình thôi khi mình kiểm soát được và mình biết mình có cái mình vốn là thanh tịnh những cái đó chỉ là những cái duyên hợp giả có nó huyễn. mình kiểm soát nó một cái được thì là khi kiểm soát nó có nghĩa là mình giác yeah. mình thấy phải không rồi mình tiếp theo ha, đoạn tiếp theo này thiện nam giả sử có người dùng toàn bảy món báo chứa đầy cả đại thiên thế giới đem ra bố thí. Công đức của người ấy rất lớn nhưng không bằng có người nghe tên kinh này cho đến chỉ nghe nghĩa một câu công đức người này nhiều hơn. Thì ở đây Đức Phật đem ra so sánh cái công đức nghe kinh này dù chỉ một câu so sánh với cái người đem cái tài thí là đem bảy báo ra bố thí thì hai bên cái nào lớn hơn thì Đức Phật mới nói là cái công đức nghe tên kinh này và hiểu nghĩa một câu thì lớn hơn cái công đức mà bố thí cả bảy báo cho rất là nhiều người thì cái này mình cũng đã học nhiều rồi ha ở trong kinh Kim Cang rồi là tại vì bảy báo chỉ là những cái phước đức hữu lậu à, hữu lậu hữu vi thì có phước thì phải có cái thân này để hưởng phước thì dù hưởng phước hữu lậu thì nó lại sung sướng nhưng mà nó lại ở trong cái sanh diệt ở trong vẫn còn ở trong sanh diệt vẫn còn trong cái luân hội sanh tử mà thậm chí nếu mình được cái phước hữu lậu nó nhiều quá mà cái trí tuệ mình không phát triển còn cái mà học kinh này là trí tuệ mình phát triển giác ngộ mình phát triển thì là mình không có gieo những cái nhân xấu nữa. Còn nếu mà phước hữu lậu, mình chỉ được cái phước hữu lậu thôi á, trí tuệ không phát triển, giác ngộ không phát triển, thì đôi khi cái phước hữu lậu này, nó lại trở thành, nó lại trở thành là một cái chướng, hoặc là vì mình có cái phước hữu lậu, quyền lực mình nhiều, tiền bạc mình nhiều quá đi, thì tự nhiên mình dùng nó là nhiều khi mình là gây cái nghiệp oan trái nhiều hơn. Nếu trí tuệ không có, giác ngộ không có. Cho nên Đức Phật mới nói là một cái câu kinh này mình nghe, mình hiểu và mình tu tập thì cái phước, cái trí tuệ mình phát triển và cái giác ngộ mình có thì đương nhiên khi giác ngộ và trí tuệ có thì mình sẽ không làm một cái gì cả. Cho nên Đức Phật nói mới hơn. Còn cái phước hữu lậu thì có. Một là nó ở nó vẫn đưa mình trong luân hồi sanh tử hai nữa nó lại là có thể nó là một cái trợ duyên cho mình lại là gây nhiều cái nghiệp quả cái nghiệp nó bất thiện nhiều đó là lý do tại sao Phước Hữu bố thí Bảy báo cho rất nhiều người lại thua là Thọ trì một cái câu kinh này à, hiểu nghe tên kinh và hiểu chỉ một câu thôi hiểu được thì là là nó lớn hơn thì như vậy là vừa là có trí tuệ ha vừa có cái sự giác ngộ và vừa là khi tuy là mình tu chưa đến nơi tính chốn hoặc là mình tu mình chưa thành tụ được cái chứng quả được gì cả nhưng mà khi mình tu đó thì nó lại huân tập ở trong cái a à là gia thức nó cứ chứa trong đó và cứ đời này đời sau nhờ có cái chủng tử đó là kiếp sau mình lại là có cái nhân duyên gặp lại Phật pháp gặp lại kinh điển và mình cứ tu tiếp tu tiếp như vậy thì có một ngày nào đó mình sẽ là cứu cánh thành Phật thì nó sẽ hơn <laughs> cho nên vì như vậy nên à, trong chứng đạo ca của Thiền sư Huyền Giác ngài có làm một đoạn đoạn như thế này này biết là xong tất cả chẳng cần công thảy 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 hữu vi pháp chẳng đồng có nghĩa là cái biết là xong tất cả Biết ở đây là trí tuệ Là giác ngộ Là biết tất cả các pháp là huyễn Có một cái chân Có cái tánh viên giác chân thật ấy, Thì chẳng cần công Có nghĩa là dùng công gì hết trơn ấy. Rồi thảy thảy hữu vi pháp chẳng đồng Tất cả những cái pháp mà mình làm Là phước là thiện gì đó Mà nó thuộc hữu vi thì nó cũng chẳng đồng Ngài Thiền Sư Huyền Giác nói, Của cho trụ tướng phước trời hưởng đây, của cho trụ tướng Phước Trời Hưởng, ví như tên nhắm bắn hư không, đà bắn hết mũi tên rơi xuống, kiếp sau hận cũ lại bời bời, sao bằng từ cửa vô vi ấy, một nhảy vào liền đất như lai. Thôi tôi khỏi nói, tôi đọc vậy là các vị Hi, hiểu hết rồi, phải không ạ? À? Khỏi giải thích nữa. Cho nên Ngài Vĩnh Gia Huyền Giác là một người cũng đã tu, cũng đã chứng, đã thấy được cái cái tự tâm của mình. Cho nên thật rõ ràng là Ngài thấy một cách rõ ràng. Nó giống như trong Kinh Viên Giác mà Đức Phật đã dạy. Rồi ha. Đầy thiện nam, giả sử có người giáo hóa chúng sanh tu hành chứng được quả A-la-hán nhiều đến trăm lần số các sông hằng nhưng không bằng có người giảng nói kinh này cho đến rất ít là chỉ giảng nửa bài kệ công đức của người sau này nhiều hơn. Ở trên thì ví với cái người mà bố thí vật chất với cái người mà hiểu được, nghe tên kinh và hiểu được một câu. Còn ở đây thì Đức Phật lại đem cái quả trứng A-la-hán mà tu hành mà chứng quả A-la-hán, giáo hóa cái người mà chứng quả A-la-hán á, nhiều như số cát trong sông Hằng nhưng mà không bằng cái người mà truyền bá cái kinh um, cái cái kinh viên giác này dù là giảng nửa bài kệ thôi. Cho so, như vậy thì quý vị thấy Đức Phật nói là nó hơn cái người mà giảng kinh này dù chỉ nửa bài kệ hơn thì ở đây Đức Phật muốn nói đến các vị A La Hán. Thì các vị nhớ là A La Hán có hai hạng A La Hán. A la hán đoạn a la hán là các vị là dập dược tận định rồi an lập an, an lập cái thân mạng ở nơi niết bàn hóa thành thì là không hồi tâm không hồi tâm hướng đại a la hán thì những vị này đức Phật nói ở đây còn không nói với các vị mà a la hán là hướng đại đó hướng chuyển hướng tới đại thừa để tu tập khi chứng quả a la hán rồi mà những vị mà hướng về đại thừa và tu tập lên bồ tát đạo và làm công việc lợi tự lợi lợi tha để viên quả viên mãn quả vô thượng chánh đẳng tránh giác thì không phải là cái a la hán đức phật ví ở đây mà chỉ ví với cái 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 a la hán mà nhập diệt á thì nghe nữa bài kệ này thì người khiến cho tại sao vì khi cái người mà nói về cái người Giảng cho người khác Chứng A-la-hán nhưng mà mới A-la-hán đó Thoát ly sanh tử Nhưng mà vẫn còn à, Chưa được cái quả vị rốt ráo Chưa về, chưa trở lại được Cái thể tánh chân thật sẵn có Ở nơi tất cả chúng sanh Cho nên nó không bằng Cái người mà giảng kinh Mà khiến cho người khác Giảng kinh viên giác dù nữa với kệ Mà tin vào cái tánh viên giác sẵn có Rồi mà tu tập Để mà thể nhập cái tánh viên giác để thành Phật thì một vị Phật mà giáo hóa khiến gieo cái nhân cái người giảng kinh tức là gieo cái nhân cho cái người tu tập để trở thành Phật mà khi cái người khác mà tu tập mà trở thành Phật thì cái công đức um, của một vị Phật mà giáo hóa chúng sanh thì nó rất là lớn. À, mà cái người này gieo cái nhân viên giác ở trong tâm cái người đó để cho cái người khác họ tu tập để thành phật thì một vị phật công đức giáo hóa và cái cái sự tu chứng nó sẽ cao hơn các vị a la hán nó rất là nhiều rồi mình tiếp theo này thiện nam nếu có người nghe kinh này tin tưởng không nghi ngờ thì biết người đó đã trồng phước khỏe không những ở một đời phật hoặc hai đời phật mà người này đã trồng căn lành từ nhiều đời phật như số các sông hằng cho nên nay nghe đến kinh này mới hay tin thọ tỳ thì đức phật ở đây lại đề cập tới cái lòng tin à, đức phật nói đối với những người có lòng tin á mà quyết quyết định đối với kinh này chắc chắn đối với kinh này á, thì tuy chưa hiểu được toàn bộ kinh mà mới chỉ nghe tên á đã sanh lòng tin rồi á, thì cái người đó được bất thối chuyển đó là một cái việc hiếm có ở trên đời bởi người đó đã gieo trồng cái trí huệ nơi hằng hà sa chư Phật chứ không phải chỉ tu ở một một đời Phật chứ một đời hay hai đời Phật mà một hay hai người ở đời Phật là các vị thấy hai ngàn sáu trăm năm rồi một vị Phật mà đây là không nói là một đời cái người đó, một đời con người thì nó mau rồi ha mà đây là một hay hai đời Đức Phật mà là trăm ngàn đời Đức Phật thì các vị thấy rõ là lòng tin các vị có tin nổi cái kinh này không ạ? À? Cái đoạn này không? Phải tin chứ. Không phải là vì mình tin, là vì Đức Phật nói là mình phải tin. Phải không? Tin là phải có ý cứ. Tin là tại sao mình phải tin. Chứ còn chỉ nói là ở tại vì mà Đức Phật nói thì con vì kính ngài, vì Đức Phật nói thì con tin. Nhưng ở đây chúng tôi đã chứng minh cho các vị thấy cái lời Đức Phật nói. À, và có thể mình tin theo được Như Ở theo cái kinh tạng của Nguyên Thủy hay Nikhaya, Thì các vị thấy rõ ràng Các vị mà thiền Các vị mà tu thiền Ở cái cõi mà được lên cái cõi sắc giới Là tu các 40 đề mục thiền Các vị ở đây đã học kinh rồi thì thấy phải Tất cả các đề mục thiền Mà tu Để được lên được các cái cõi trời sắc giới sắc giới thì trong có uh, sơ thiền nhị thiền tam thiền tứ thiền phải không? thì trong đó, đó mà tu như vậy khi mà diệt trừ mà mục đích để tu thiền như vậy là mục đích của các tầng thiền đó là gì? diệt trừ năm cái triền cái nhớ không? diệt trừ năm triền cái năm triền cái triền cái có nghĩa là ngăn che ngăn cản ừ, là khiến cho các kiết sử đó của cái hành giả tu thiền đó nó tăng trưởng mà không có ngăn cản cái sự chứng đạo của người tu thiền đó là mấy năm tiền cái đó là gì? Tham sân, hôn trầm, tạo cử, hối quá. Hối quá là gì? Là cái hoài nghi. Hoài nghi có nghĩa là không tin cái gì. Nhưng mà thì thì những người này, những người mà tu mà diệt được năm cái này á thì tham sân, hôn trầm, tạo cử hoài nghi á thì diệt sạch hết thì sanh vào ngũ bất khoảng thiên tức là ngũ an hàm thiên đó tức là cái cảnh giới ngũ an hàm thiên là nó trên cõi tứ thiền các vị nhớ chưa trên cõi tứ thiền thì ở đó cái người này không còn tái sanh ở nhân gian nữa mà ở đó tu tập cho đến khi chứng quả a la hán phải không còn còn nếu mà cái người mà được tính căn cái này là hoài nghi Là nêu ra làm thứ năm Mà thật sự ra hoài nghi Thì là diệt nhanh hơn hết Tham sân, hôn trầm, trào cử Nó khó diệt hơn cái hoài nghi Cho nên mà ở đây tôi nói Không phải là vô căn cứ Cho nên nếu cái thấp nhất của sơ thiền Là chứng quả tu đà hoàng Thì cái người mà chứng quả được tu đà hoàng á, Là cái người Bảy lần sanh tử Ở nhân gian rồi quyết định là chứng a la hán là không còn sanh tử nữa thì cái người mà chứng tu đà hoàng này chỉ cần có được cái tính căn có nghĩa là chỉ cần trừ được cái hoài nghi thôi phải không trừ được cái hoài nghi thì chứng của a la hán là là đã chứng quả tu đà hoàng mà a à, tu đà hoàng thì đức phật nói là chỉ còn bảy lần sanh tử nữa thôi thì rõ ràng cái tính chữ cái cái tính căn nó rất là quan trọng phải không? Chỉ cần chỉ bảy lần nữa thôi, đó là theo kinh điển Nikaya. Còn nếu mà theo các kinh điển của Đại Thừa thì các vị thấy Đại Thừa thì ngôi vị thập tính, phải không? Có thập tính, thập hạnh, thập trụ, thập hồi hướng rồi mới lên thập địa. Thì khi đã bước vô chiếc thập tính là cái người đó đã có lòng tin chân thật, chắc chắn thì bước vô cái ngôi 10 cái ngôi vị thập tính đương nhiên trong thập tính đó có 10 cái thì nó sẽ chi li chi li một chút nhưng mà ở đây chúng tôi chỉ nói ra cái thập tính là bước đầu tiên của năm mươi thập tính thập hạnh thập trụ thập hồi hướng thập địa rồi đến đẳng giác rồi diệu giác rồi các vị thấy rõ cái căn bản đầu tiên là phải có chữ tính cái đã thì từ cái tính căng đó đã có rồi á, thì mới lên 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 cho đến phật thì cái này cái bậc thấp nhất nhưng mà cái bậc quan trọng nhất cái lầu mà không có cái tầng số 1 thì không thể nào có tầng số 2. Không có thể nào nó đứng hư không có tầng số 1 được. Tuy thấy là thập tính là là cái ngôi vị ở trên này tu đà hoàng là thấp nhất, nhưng mà nó là một cái pháp rất là căn bản. Nhờ có tính á, thì khi mà mình có một cái lòng tin rồi nói chung từ nguyên thủy hay là từ về đại thừa phát triển thì đó là một cái nền tảng căn bản nhờ có lòng tin vững chắc thì cái đạo nghiệp mới không thối chuyển, tâm mới không thối chuyển thì nhờ đó mới vượt qua tất cả các chướng ngại mà thẳng tiến lên ngôi vị Phật cho nên cái lòng tin nó rất là quan trọng. Không chỉ cho nên ở đây mới nói là cái chỉ cần tin theo thôi phải không? Cho nên khi mình đã tin, đã có một lòng tin vững chắc rồi thì chắc chắn Đức Phật mới nói là trồng phước huệ không ở một đời. Thì tôi phân tích cho các vị thấy cái, cái tính nó rất là quan trọng như vậy cho nên Đức Phật nói dù nghe một câu mà phát khởi được cái lòng tin thì không phải chỉ là trồng phước đức không phải một đời tại vì cái lòng tin nó rất là quan trọng đối với cái cái sự tu chứng của mình nó là cái thềm thang số 1 bắt đầu căn bản số 1 mà có bậc số 1 mới bậc mới bước được lên bậc số 2 phải không? Nếu không có thềm thang số 1 thì làm sao lên số 3, số 2, số 3, số 4 lên lên được? Thiếu cái đầu tiên này không được. Cho nên Đức Phật mới nói là chỉ nghe cái tên kinh mà tin thì cái người đó chẳng những trồng phước đức hoặc là ở một đời Phật, hai đời Phật mà người này đã trồng càng là nhiều đời Phật rồi. Vì cái lòng tin nó rất quan trọng. Mà có được cái lòng tin vững chắc này thì Đức Phật mới nói khi mình học cái 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 kinh này, nghe được tới cái kinh này mình lòng tin thì Đức Phật mới um, lấy cái hiện tại này để suy ra cái quả cái, cái 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 nhân mà mình đã trồng thì không phải trồng ở một là sở dĩ tôi phân tích cái lòng tin của hai cái cái tư tưởng để cho quý vị thấy để chứng minh là lời Phật nói tại vì nếu mình không thấy lòng tin nó quan trọng thì lời Phật nói có thể là mình thấy là 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 nó hơi quá phải không ạ hơi hơi nói quá lên một chút nhưng mà thật sự ra nó rất là quan trọng cho nên Đức Phật mới khẳng định nghe mà tin được thì không phải là chỉ trồng căn lành ở một hay hai vị Phật mà rất nhiều vị Phật rồi trồng căn lành và có gặp mà rất nhiều ở nơi rất nhiều vị Phật rồi giờ giờ đây các vị tin nổi không ạ? À? Hả? Tin mà có có cơ sở phải không? Cơ sở rõ đó, chứ không phải cho nên như vậy thì chúng ta hiện nay không gặp trực tiếp với Đức Phật nhưng được nghe giáo pháp của Phật thì nghe nói về cái tánh viên giác tin hiểu liền tin và thì như vậy cũng chứng minh là mình cũng là có cái duyên rồi là đã gieo trồng cái căn lành với Phật pháp cũng là nhiều đời nhiều kiếp rồi cái chủng tử nó ở trong cái tạng thức của mình cũng nhiều rồi cho nên bây giờ gặp thì nó là khởi hiện hành thì từ đó mình mới phát khởi lòng tin mà có phát khởi lòng tin được rồi thì thọ trì thọ trì có nghĩa là mình chấp nhận và mình chịu mình chịu những cái lời dạy của Đức Phật như vậy thì thọ trì có thọ trì thì thì tới là phụng trì có chấp nhận tin chấp nhận những lời của Đức Phật dạy rồi mới phụng trì phụng trì có nghĩa là thực hành phải không cho thực hành theo kinh viên giác cho nên cái lòng tin nó rất là quan trọng Phật khuyên cái mình qua cái số năm ha Phật khuyên các đệ tử phải bảo hộ cho người Trì kinh này thì này Thiện Nam các ông phải bảo hộ những người tu hành đời mạt pháp chứ để các loài ác ma và ngoại đạo làm não loạn thân tâm của người tu hành khiến cho họ thối tâm thì đoạn này Đức Phật vừa trả lời câu hỏi là chúng con làm sao bảo hộ những người Thọ Trì kinh này vừa khuyên bảo Đức Phật trả lời cái câu này của ngài hiền thiện thủ và chúng con làm sao bảo hộ những người trì kinh này và trong cái câu trả lời đó đức phật lại gắn um, gửi gắm thêm và khuyên gửi gắm chúng sanh sau này cho các vị bồ tát và khuyên bảo các ngài hiền thiện thủ cùng cái hội chúng hiện tại lúc bây giờ là phải hộ trì cho người tu hành ở đời mạt pháp thì người tu hành ở đây thì bao gồm cả những người nghe tên kinh mà sanh tính tâm nói ở trên <laughs> nghe tính tâm mà mà chứ không phải mình thì như vậy thì tất cả những người tu hành theo viên giác bao gồm những người tu hành và nghe mà sanh tính tâm cách vững chắc như ở trên đó vì sao những người tu hành cần phải được bảo hộ và tại vì người mà đang đi trên đường đạo chỉ là mới tập à, còn là chúng sanh phàm á, phàm tâm chưa đoạn dứt thì cái cái tu hành là giống như là mà cái việc tu hành là là cái việc mà mình bơi ngược dòng. Bơi ngược dòng nước các vị thấy rõ ha, tiến lên thì khó. Vì cái dòng nước mình bơi mình đã những bình thường hay nói là nếu mình sống thuận theo thế gian có nghĩa là mình xuôi dòng thế gian, bây giờ mình đang ở trong cảnh thế gian mà mình sống trở về cái cái thể tánh chân thật hoặc là sống theo cái cái hạnh của người tu hành của các vị bồ tát có nghĩa là mình đi ngược lại cái dòng thế gian mà đi vì vị thấy mà con thuyền đó, người mà đi ngược dòng thì nó khó hay là dễ là xuôi dòng đương nhiên là khó nó gặp rất là cái nhiều cái sự chướng nạn cho nên chướng nạn từ nội từ ngoại từ bên ngoài hoặc là từ bên nội chướng từ trong nội tâm của mình tại vì mình đang là một người phàm phu rồi tu tập thì trong nội tâm của mình là nội tâm của phàm phu thì từ trong nội tâm nó cũng khởi chướng nạn và cái ngoại cảnh ở bên ngoài cũng là có nữa, nó rất nhiều chướng nạn như vậy, cho nên phải cần cái sự bảo hộ của các vị mà có cái oai lực đã tu chứng. Thì ở đây hai từ ác ma ở đây thì đương nhiên có gọi là thiên ma hay là những kinh những cái loài phi nhân vô hình đó mà họ không muốn cho những người tu chứng. Đó cũng là cũng có ha cũng có mà cái ác ma ở đây cũng chỉ cho cái ngũ dục lục trần hay là chỉ cho tất cả những cái tà kiến của ngoại đạo thì sợ là mình á, khi tu tập mình bị rơi vào mình bị cái ngũ dục lục trần hay là bị những cái tà kiến của ngoại đạo nó làm não loạn cái thân tâm người tu do vậy nên đức phật mới căn dặn các vị bồ tát và thiện thần bảo hộ để giúp cho mình đừng có à, có thối chuyển như ở đây đức phật kêu gọi tất cả các vị à, hộ trì cho mình gia hộ cho mình nhưng mà các vị phải nhớ là các vị phải nhớ một điều rất quan trọng là ngoại hộ thì các vị bồ tát hay thiện thần hay hộ pháp đều là những người ngoại hộ thì đã là ngoại hộ chỉ là trợ giúp chỉ trợ giúp thôi ha mà chính yếu thành tựu hay không là nội hộ tức là chính mình phải hộ trì cho chính mình là cái quan trọng nhất bằng thì cái hộ trì chính mình mà, thứ nhất để đừng có lạc vào những cái tà kiến có ngoại, ngoại đạo và đừng có bị rơi vào những cái chấp thủ khi mà trong lúc mình tu hành như là giải liễu mà Đức Phật đã đưa lên hay là bốn cái bệnh đó thì bằng cách là mình phải học cho thông suốt cái hiểu rõ cái kinh Phật hai nữa phải kiểm soát được chính cái tâm niệm của mình và đừng có cho nó đi lạc hướng và cái điều cần nhất là phải thực hành thực hành thiền cho đến thực hành thiền trong cái giờ ngồi thiền và phải thực hành đem cái lời Phật dạy thực hành trong cái cuộc sống thực tế thì khi đó mình mới thành Phật được, chứ đừng có giao phó hết là có cái sự bảo hộ của các vị Bồ Tát và vị thiền thần. Rồi, cái thứ sáu, các vị thiền thần phát nguyện bảo hộ có người tu hành ha khi ấy ở trong pháp hội có tám vạn thần kim cang như ông hỏa đầu kim cang tối thoái kim cang ni lam bà kim cang cùng với quyến thuộc liền từ chỗ ngồi đứng dậy đi quanh bên hữu của phật ba vòng rồi kính cẩn lại phật và thưa rằng bạch thế tôn nếu các chúng sanh đời sau có người nào thọ trì kinh đại thừa này thì chúng con nguyện bảo hộ người ấy giữ gìn trồng như giữ gìn trồng con mắt cho đến chỗ đạo tràng của người này tu hành chúng con cũng nguyện dẫn hết binh tướng đến đó sớm chiều bảo hộ khiến cho họ chẳng thối chuyển chỗ nhà cửa của người này ở hằng không có tai chướng các tật bệnh đều tiêu hết của báo giàu có thường thẳng thường chẳng thiếu thốn thì do lời Đức Phật dạy nên một số các vị à, thần đứng lên và họ phát nguyện hộ trì cho những người tu viên giác nói riêng và có tu hành theo um, có tu hành theo Phật pháp của lời Đức Phật dạy nói chung hết tất cả giáo pháp của Đức Phật á, thì các vị đó hứa với Đức Phật là sẽ vân làm và đầu tiên là vị thần Kim Cang thì uh, thần Kim Cang thì có quyến thuộc rất là đông um, mà tại thì các ngài á uh, cái tay của ngài á các ngài thì cầm cái chuôi bảo sửa Kim Cang cho nên vì cái uh, vũ khí của các ngài là bảo sử kim cang cho nên mới đặt các ngài là thần kim cang luôn. thì các vị ấy cũng hứa là sớm tối bảo vệ cái người trì kinh viên giác và cho cho khiến cho những người đó họ không thối thức tâm bồ đề, không bị cái tà ma quấy nhiễu. À, thì đoạn này nếu mà hiểu theo sự tướng thì chúng ta không khỏi nghi ngờ phải không? bởi vì rất nhiều người tu hành mà vẫn còn gặp tai nạn khổ ách thì vì thì thì vì do chúng thì tại sao các vị thần kim cang hứa là bảo hộ cho mình cho người tu hành mà sao nhiều người tu hành vẫn gặp tai nạn khổ ách? thật sự ra là vì chúng ta không đúng tu không đúng lời Phật dạy Phật dạy một đằng mà mình chỉ làm một nẻo hoặc là dạy mười mà chỉ có làm một các ngài nguyện là nguyện ủng hộ cái người tu hành chân chánh, tu hành đắc lực mà đến cái tâm an định chứ không ủng hộ cái người chỉ là đọc tụng xuông mà không thực hành. Phải không? Đó, đây là cái điều kiện mà để cho các ngài được bảo hộ là cái người đó là phải thật tu phải có cái tâm thật tu nhưng mà cái chướng họ có cái tâm thật tu họ uh, tinh tấn hành 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 theo viên giác thì những cái mà khi trong khi đó họ thực hành theo viên giác mà những cái chiến chướng, chướng duyên nổi lên đó, thì các ngài mới bảo hộ còn nếu mà không tu đó, thì hay là đọc tụng kinh xuông hay là không có phải tinh tấn hay là tu hành không có đắc lực đó, thì đâu có các ngài đâu có bảo hộ nhưng phải không? thì tại vì họ người tu của mình mà không được bảo hộ là vì mình không tu tới nơi tới chốn và cái tâm của mình thật thật sự ra cái tâm của mình nó dễ vui đó giống như là chắc qua học biết nhưng mà không có có đắc lực trong cái sự tu hành nên các vị họ mới không bảo hộ cho nên vì hiểu như vậy thì chúng ta phải cần thực hành có lời của đức phật dạy nếu mình không cần cái sự bảo hộ của các ngài khi mình không tu mà mình cần cầu cái sự bảo hộ của các ngài thì cũng không được đâu mà mình không cần cầu cái sự bảo hộ của các vị thần thiện thần hộ pháp các vị thần kim cang mà mình có thật sự tu hành thì tự nhiên không cần cầu mà các vị tự nhiên cũng tới bảo hộ cho mình. Phải không? Nếu mình thật tu cái tâm mình là um, sửa đổi và hướng thiện thì các ngài sẽ tự nhiên sẽ tới gia hội cho nên chúng ta thật tu thì chắc chắn các ngài luôn luôn ở gần bên mình và ủng hộ mình như các ngoài, ngài nói đó hứa đó ủng hộ mà giữ gìn cho mình cũng như là giữ gìn trồng con mắt của quý vị đó đó họ gia hộ cho mình mà họ giữ gìn cho mình khỏi qua vượt qua những chướng nạn cũng giống như là họ giữ gìn cái con trồng con mắt của họ thì còn đó là cái thì tại sao mà nói là có người tu mà vẫn gặp tai ách là tại vì thật sự ra là một nếu mà người đó um, thật sự có tu hành là thì vì cái tội chướng cái nghiệp chướng nó quá nặng này không vượt qua nổi còn cái thứ hai nữa cái lý do thứ hai nữa là có thể coi như là cơ lơ cơ lơ rồi qua ngày qua tháng phải không ờ, học nhưng không có thật tu không có thì các vị đó họ sẽ không ủng hộ thôi thì tự nhiên cái tự nhiên như các vị thấy thời đức phật khi ngài ngồi thiền á thì tự nhiên ngài đâu có đến thú cầm thú đó. nó cũng chiêu cảm tự nhiên cái cái định lực cái từ lực của ngài chiêu cảm tới những cái con vật ở xung quanh đó nó cũng tới nó dân hoa quả đỡ cho ngài đó thì chỉ có cái lực cái tâm lực của mình nó vô hình nhưng mà nó làm rung động à, cái 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 tầng sống nó khiến cho những cái người đó chú hú gì đó những con vật đó là nó là cái trí hoặc là cái thức của nó là mê đó mà nó cũng rung động được huống gì các vị thần là cái 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 phước lực của họ rất là mạnh thì họ sẽ sẽ cảm ứng với mình lắm cho nên cảm ứng họ tới còn một nghĩa nữa chừng chúng ta theo hiểu theo cái ẩn ý của cái lý kinh thì cái người tu hành viên giác đến một giai đoạn á, mà thất tình lục dục diễm ô nó lặng trong không còn thấy cái người nào đáng ghét hay người nào đáng thương hay mà thấy một cách bình đẳng thì tự nhiên cái cái diệu dụng nó nó bất khả tư nghi um, nó bất khả tư nghì cái gì nó tới với mình cái sở dĩ mình thấy nó là chướng duyên sở dĩ mình thấy nó là um, chướng ngại cho mình mình thấy không ưa mình thấy khó khăn là tại vì mình nhận nó tất cả đều là thật phải không rồi còn mình còn bám theo cái cái đó là xấu cái đó là tốt cái này là thiện cái kia là còn cái người mà đó vượt qua hết tất cả những cái đó thì tất cả những cái cảnh gì tới với họ họ đều là thấy cái tâm nó trong lặng và thấy nó không có nhầm nhò gì hết như vậy là tự mình gia hộ cho mình đó thì không thấy là chướng nữa tới khi mà tới cái tâm diễm ô nó lặng lặng trong không tới đến một cái cảnh giới là bình đẳng đạt tới sự bình đẳng rồi thương ghét đối với họ không còn chướng hay thuận đối với họ cũng không nữa thì rõ ràng những cái gì tới với người đó người đó coi như nhẹ như lông hồng phải không thì có cái gì nữa là chướng có cái gì nữa là phá phải không không có gì hết đó là nói về lý kinh theo về nói về lý cưng ừ, đây thì họ biết tất cả các pháp là huyện. họ buông tất cả rồi thì cái họ cái tâm họ an lạc thanh lương cho nên đâu có thấy cái gì là tai ương đâu có cho nên tất cả các pháp đối với họ thì họ vẫn dùng cái tâm sung mãn an lạc và họ thấy các pháp mà rất đối với họ họ rất là tự tại thoải mái đối với tất cả các pháp dù thuận hay là nghịch cho nên nên mà nên các pháp mà biến ra là sung mãn đầy đủ và thân thể họ mạnh khỏe tráng kiện, bệnh tật thì ít. Cho nên đối với người tu thì có cái kết quả dù cho có chưa có rốt ráo đi nữa thì nơi họ vẫn toát lên một cái gì đó rất là bình an tự tại. Mọi cảnh duyên tới đối với họ họ rất là bình an tự tại. Thì cái đó là nói về cái lý của cái sự gia hộ là chính mình phải tự gia hộ cho mình trước đó. Như hết giờ rồi. Rồi khi ấy ông Đại Phạm Vương còn chút xíu nữa các vị mình tiếp ha, khi ấy ông Đại Phạm Vương và 28 vị Thi Thiên Vương cùng ông Tu Di Sơn Vương và Hổ Quốc Thiên Vương vân vân đều đứng dậy đi quanh bên hữu của Phật ba vòng rồi kính cẳng lại Phật và thưa rằng bạch đức Thế Tôn, chúng con cũng nguyện bảo hộ người thọ trì kinh này thường được an ổn tâm chẳng thối lui. Thì ở đây thì các Tôi đã giải thích về cái như vậy rồi thì ở đây này chỉ liệt kê thêm một số tên tuổi của những vị thiên vương ở cõi sắc cõi trời sơ thiền, ở sắc giới Tu Di Sơn là vương là đế thích ở cõi trời đau lợi, một số người nữa cũng là phát nguyện bảo hộ cho những người tu theo kinh viên giác thì chỉ liệt kê thêm một số tên nữa của các vị thần ở trước, ở đây là các vị trời. Khi ấy có đại lực quỷ vương tên là cả các bàn trà cùng với mười vạn quỷ vương đứng dậy đi quanh bên hữu của Phật ba vòng rồi lại Phật và thưa rằng Bạch Đức Thế Tôn chúng con cũng nguyện sớm chiều hộ vệ người thọ trì kinh này khiến cho họ không thối lui. Chỗ của người trì kinh ở trong khoảng một do tuần có nghĩa là mười dặm đó. Nếu có chúng quỷ thần nào đến xâm phạm cảnh giới này thì chúng con sẽ đập nó nát như vi trần. Thì đến đây quỷ vương cũng nguyện bảo hộ người trị kinh. Kiết bằng trà hay cư bằng trà thì đường ở gần loài người. Cái loài này ở gần loài người. Có nhiều thần thông mà cũng hay đến để nghe Phật giảng kinh. Thì các vị mới ở đây thì các vị tôi nhắc ở đây để hết cái đoạn này thì ở đây thì các vị có nghe các vị cổ nhân hay nói cái câu là à, cái câu là chứ à, đức trọng quỷ thần kinh các vị có nhớ cái câu đó không đức trọng thì quỷ thần kinh người đời đó mà người ta nói người có đạo đức thì thật sự thì quỷ thần cũng phải nể, cũng phải sợ. Cái cổ nhân hay nói đức trọng quỷ thần kinh. Thì đó cái đạo đức người đời đó mà họ sống đúng mực đạo đức của một con người thôi thì các vị quỷ thần cũng phải kinh sợ, cũng phải nể phục họ, không dám tới gần. Do cho huống gì là những người mà tu hành kinh viên giác mang trong mình một cái đại nguyện là thượng cầu Phật đạo mà hạ hóa chúng sanh đem tất cả sự lợi ích uh, cho tất cả mọi người thì đương nhiên thì quý thần uh, thường xuyên ủng hộ không để cho cả kẻ ác làm hại trong uh, trong một cái khoảng không gian rất là lớn thì như vậy thì mình kết thúc ở đây ha Bất hiện thân ở đời như hoa ưu đàm bát toàn vật vô thường lời dạy cuối đừng quên phật hiện thân ở đời